Khởi nguyên Đại Hà Kiều được hình thành bởi những chấp niệm giằng co giữa hai dòng ý niệm là sợ hãi chuyển sinh và khao khát được chuyển sinh của chúng sinh khắp tam giới. Vì mỗi chúng sinh trong kiếp sinh tồn của mình đều đã tạo tác rất nhiều nhân duyên nghiệp quả, thiện ác đang xen lẫn lộn với nhau rất nhiều. Cho nên, khi họ chịu sự chi phối của duyên nghiệp, muốn bản thân chuyển sinh làm sự tồn tại nào trong tam giới, thì tức thì trong ý niệm lại phát khởi nỗi sợ hãi, chán chường đối với việc chuyển sinh. Vì họ sợ phải trả những nhân bất thiện do bản thân từng gieo trồng, phải tiếp tục đối mặt với sự khổ, tham, sân, si, nguyện vọng và sinh, lão, bệnh, tử. Lúc ấy họ thói tâm, trong lòng phát sinh chướng ngại không muốn chuyển sinh. Từ những ý niệm nhập nhằn chẳng xác định được rõ thực sự muốn hay không, cần hay không việc chuyển sinh, hay là tiếp tục tồn tại với dạng thị hiện họ đang tồn tại. Lúc bấy giờ Nại Hà Kiều liền xuất hiện trước mắt họ, hay có thể gọi là họ liền bị thu hút, hiển hiện ngay đầu cầu Nại Hà Kiều để thử thách bước đường đi qua bờ chuyển sinh. Đó là lý do cây cầu này có tên là Nại Hà, có nghĩa là làm sao, làm thế nào, chẳng biết rõ. Do bản thân họ chẳng hiểu rõ chính mình, chẳng biết nên quyết định lựa chọn làm sao để vượt qua chướng ngại của tâm tình vướng mắc với việc chuyển sinh. Nại Hà Kiều là một cây cầu bởi chấp niệm hoang mang, lạc lối, chướng ngại chẳng biết nên tiếp tục tồn tại với hình ảnh hiện tại hay là nên chuyển sinh của các chân hồn có ý định chuyển sinh. Vì thế mà trong tâm thức mỗi cá nhân, cây cầu ấy đều có hình dạng khác nhau, dài hay ngắn, dày hay mỏng, trơn trượt khó đi hay là cứng rắn dễ đi, đều do chính tâm tư của họ bày vẽ định hình cho nó. Thực tướng của Nại Hà Kiều chỉ đơn giản là một con đường bằng mây khói hư ảo, bắc ngang bắc hải, hay còn gọi là khổ hải. Bên dưới khổ hải này ẩn tàng hằng hà sa số ác thú, ẩn linh có hình dạng to lớn, cuồng bạo, điển hình như là hắc hải huyền xà, là loài rắn đen to lớn vĩ đại vô cùng, thân dài hàng chục đến trăm trượng. Hắc hải cự giải là loài cua đế vương toàn thân to lớn cũng vài chục trượng, với cặp càng rắn chắc, và nhiều loại thủy tộc hung tợn khác tồn tại bên dưới hắc hải, tượng trưng cho những sự khổ, nghiệp bất thiện, tham, sân, si, cạm bẫy để tàn hại nhau của chúng sinh để gieo mầm từ cổ chí kim. Các chân hồn khi đến Nại Hà Kiều thì e dè, sợ hãi, hoảng loạn, rồi họ cũng muốn bước qua bờ bên kia. Đặt chân lên cầu thì hỡi ôi, những chấp niệm bởi ác nghiệm của họ liền tái hiện trong tâm cảm của họ. Họ liền nhìn thấy các cảnh tượng hải hùng họ từng gây ra với chúng sinh khác. Họ nghe rõ những tiếng khóc than van nài tha mạng, tiếng gào thét đòi mạng, đòi trả nợ máu văng vẳng trong tâm thức của mình. Tâm tình hỗn loạn, hắc hải bên dưới cầu liền loạn động, những loài ác linh dã thú liền ẩn ẩn hiện hiện với những đôi mắt sáng quắc, chực chờ họ rớt xuống để bô vào cấu xé. Chân hồn nào khi tiềm thức quay về, gửi lại những âm thanh, hình ảnh kinh khủng khiến họ rời rã tay chân, thói chí nản lòng, thì tự nhiên họ không vượt qua cầu ấy được. Họ liền rơi xuống cầu, làm mồi cho các sinh linh bên dưới. Tất nhiên sau khi cảm nhận các nỗi đau ấy, họ lại tức thì hoàn hồn phục sinh ngay tại đầu cầu, tiếp tục đối diện với sợ hãi, đau khổ, với một kinh nghiệm xương máu thấm thía vì đã bị cấu xé ra sao. Họ tiếp tục bị duyên nghiệp chi phối việc phải bước qua cầu để chuyển sinh, lại sợ hãi. Nhưng mà nếu lúc này họ bình tâm lại một chút, thì tâm tình sẽ đỡ hoảng loạn. Họ ý thức được ác nghiệp của mình đã gieo, giờ còn phải trả khi chuyển sinh, dám đối diện với nó, hoan hỷ với việc vay nợ thì phải trả nợ. Họ đặt chân lên cầu là đã bước qua được bờ bên kia. Họ liền chuyển sinh theo những nhân duyên thiện ác an bài với tâm tình, ý nguyện của mình trong việc dứt sạch duyên nợ, trả vay kiếp sinh tồn mới. Thường thì chúng sinh đã đến nơi cầu này, ai cũng sẽ có ít nhất một lần rơi xuống cầu. Hiếm có ai đã đến đây mà có thể đứng đó quán chiếu, đối diện với nhân duyên nghiệp quả rồi nhẹ bước lên một lần mà qua bờ bên kia. Tất nhiên vẫn có, dù hiếm. Có một số trường hợp vì quá sợ hãi sau khi nếm trải cảm giác bị cấu xé nhiều lần,
Thay vì hoan hỷ đối diện thì họ lại sợ hãi hoảng loạn hơn. Lúc bấy giờ họ không bước qua Nại Hà Kiều nữa, họ tiếp tục biến hiện ở một nơi nào đó trong trung giới. Với thân phận hiện tại, họ đang có đó trong nỗi hoảng loạn. Nếu hoảng loạn quá nặng nề đến nỗi không còn làm chủ được tâm thức, thì tự nhiên được Lạc Hồng Trì thu hút về đó để an tĩnh tâm thức hơn, chờ ngày đủ duyên sẽ chuyển sinh. Nơi Nại Hà Kiều vẫn nghe được tiếng chuông trống từ thượng giới thường xuyên vang vọng về đây để cảnh tỉnh, giúp các chân hồn nơi này dần tĩnh lặng lại để định thần, định trí mà quyết định được việc chuyển sinh của mình thuận duyên hơn. Các chân hồn không muốn chuyển sinh, không vướng mắc việc chuyển sinh hay không chuyển sinh thì không bị thu hút về đây. Những chân hồn nào có tu tập tinh tấn, cấp linh hồn từ quả thần vị đã có thể tiếp tục tồn tại nơi trung giới để độ duyên khắp tam giới, họ không bị Hà Kiều thu hút về đây. Những chân hồn nào khi chết đi thân mạng, tự tâm thức họ rõ ràng ý niệm việc chuyển sinh, không vướng mắc việc làm sao giữ quá khứ, hiện tại và tương lai, không đắn đo suy nghĩ nhiều và không bị vướng mắc chuyện chuyển sinh hay không chuyển sinh nữa, chân hồn đó tự nhiên không bị Nại Hà Kiều thu hút. Và trong tam giới thì những chân hồn như vậy cũng hằng hà sa số, chẳng hề ít.